Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Thưa quý vị, ở bất kỳ cuộc đua cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nào cũng vậy, thì chặng đường dọc theo miền Duyên Hải Nam Trung Bộ đối mặt với những thử thách đến từ sức nóng, sức nắng và sức gió, và cũng như đỉnh điểm là chặng leo đèo về với thành phố Hoa Đà Lạt, đều có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chuyên môn, đến những danh hiệu cá nhân và đồng đội chung cuộc. Vậy thì với chặng đường đã qua, những dấu ấn chuyên môn nào, những dấu ấn chiến thuật nào đã được các đội đua và các tay đua thể hiện? Chúng ta hãy cùng đến với chương trình Vua Nước Rút trong ngày nghỉ ngày hôm nay tại thành phố Hoa Đà Lạt. Xin được cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Mũi tên đưa về rút, đó là chiến thuật nước rút hiệu quả trong xe đạp đường trường, được nhiều đội đua mạnh trên thế giới áp dụng. Trong chiến thuật này, chân rút chủ lực của đội phải sở hữu tốc độ, vị trí, khả năng bứt tốc và quan trọng nhất là sự hỗ trợ của đồng đội. Các thành viên trong đội sẽ hợp thành những mắt xích trong một chiếc máy kéo, làm sao để hạn chế sức cản gió cho chân rút chủ lực. Những mắt xích này sẽ làm nhiệm vụ đi nước lớn, tạo tốc độ tối đa trước khi dần tách ra để chân rút chủ lực bứt tốc trong tập rút 200-300m, giành chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh những ekip mạnh thường sử dụng chiến thuật này trong nhiều năm qua như thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, cuộc đua năm nay đã chứng kiến tập thể Vĩnh Long cũng vận hành trơn tru đội hình này, điển hình như chặng đua thứ 13 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ, Quảng Nam. Một đoạn cạnh tranh hấp dẫn nữa, và giờ thì hai tay đua áo xanh sẽ chính thức bước vào màn cạnh tranh. Có Lê Quyền Minh, Peter Di Cunot đang kiếm được vị trí thuận lợi. Đó là tay đua Martin Lass người đã về đích trong trận đua ngày hôm nay. Quá xuất sắc Martin Lass. Tụi em định là hôm nay sẽ không làm việc ở khúc đầu và sẽ làm việc ở khúc sau cùng, đó là lúc mà full gear. Tới cuối thì An Giang rồi cũng kéo vô và tất cả những vận động viên đi đầu cũng đã đủ sức. Khi mà tụi em đưa vô thì khỏe hơn những trận rồi và may mắn là đưa về được cho Martin về đích. Mũi tên đưa về rút là chiến thuật hiệu quả nhưng nó không hoàn hảo bởi các chân nước rút đối thủ vẫn có thể tìm cách phá thế. Đó là lý do vì sao dù vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật này trong các chặng tiếp theo nhưng không phải chặng đua nào ekip Vĩnh Long cũng thành công. Nếu không khéo chọn được cho mình một vị trí đẹp ngay sau chân rút chủ lực của đội hình làm mũi tên và canh tầm rút chính xác, những chân rút khác vẫn có thể hóa giải chiến thuật này. Đó cũng là cách mà những Trần Tuấn Kiệt, Peter Rikunov hay Lê Nguyệt Minh đã khiến tập thể Vĩnh Long mất đi niềm vui ở vạch đích trong ba chặng liên tiếp từ Quảng Ngãi về đến Nha Trang. Có vẻ như Martin Lass gặp sự cố kỹ thuật rồi, và bây giờ là Trần Tuấn Kiệt và Peter Rikunov. Trần Tuấn Kiệt và Peter Rikunov, Trần Tuấn Kiệt! Đoạn nước rút đã mở ra, Luis Rodriguez đang nhấn mạnh nào. Phía bên kia có vẻ là Timo Vanhoff. Peter Rikunov cũng tham gia vào đoạn nước rút này. Công tơ xe máy là người giành chiến thắng. Peter Rikunov đang có lợi và đó là chiến thắng dành cho Peter Rikunov. Roman Makin, Quang Văn Cường, một đoạn trên nước rút hấp dẫn, cùng chờ xem. Đó là tay đua Lê Quyền Minh. Sức khỏe của tôi ổn, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ sau sự cố té ngã hôm qua. Các đồng đội của tôi đã làm việc và tạo đội hình tốt hôm nay, nhưng tôi lại không tính toán đúng thời gian để có được nước rút tốt nhất. Tôi đang cảm thấy rất buồn, nhưng cũng muốn chúc mừng người chiến thắng. Từ đầu cuộc đua tới giờ thì đội thành phố Hồ Chí Minh đang khát khao chiến thắng. Trong khi đó em và Bình là hai nước rút chủ lực thì tụi em còn khát khao nhiều hơn nữa. Em và Bình sẽ nương vào Rikunov và Martin Lass, hai chân rút hàng đầu ở giải hiện tại. Thì tụi em dựa vào hai bạn ấy và chờ cơ hội. Dù những trận trước thì nó không được may mắn cho lắm, thì trong đầu của mình nghĩ là mình chỉ chờ cái may mắn nó đến với mình thôi, và hôm nay mình đã làm được điều đó. Sau chặng đua về đến Nha Trang, cuộc chiến nước rút ở vạch đích và cuộc cạnh tranh áo xanh giữa Rikunov và Martin Lass tạm lắng lại, bởi tâm điểm đều được dành cho cuộc chiến trên hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly ở chặng 17, nơi quyết định hầu hết các danh hiệu cá nhân và đồng đội chung cuộc. Peter Rikunov sau sự cố té ngã ở Quy Nhơn đã trở lại mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với hai mũi tấn công áo vàng của thành phố Hồ Chí Minh là Timofey Ivanov và Igor Kholov. Danh hiệu áo đỏ vừa leo núi của cuộc đua cũng được lồng ghép trong cuộc chiến áo vàng ở chặng đua này. Đang là những động thái quan sát và bạn đã có cú đăng người của Igor Kholov. Igor Kholov là người đã quyết định tấn công đầu tiên và Peter Rikunov cũng bám theo. Nhưng Igor Kholov rõ ràng với cú đăng người cho
chọn thời điểm tấn công rất phù hợp của mình, đã là người giành chiến thắng ở trên đỉnh đèo Khánh Lê và có thêm được 30 điểm thưởng. Igor đã cố gắng để tranh chấp cái áo đỏ, lại Igor rất mệt rồi. Thì chỉ có Timofey tấn công được thôi. Mà Timofey tấn công đó thì Rionov vô tại vừa Timofey vừa là anh nhì mà vừa là cái đồng đội. Mà nếu tấn công nữa thì là Igor đang quá mệt rồi. Nên là khi đó hai bạn quyết định là đưa nhau về luôn. Không thể đánh bật được Peter Rikunov suốt chặng đường 141 km, ekip thành phố Hồ Chí Minh đành chấp nhận lùi lại một bước trong cuộc chiến áo vàng, cố gắng bảo vệ thành quả áo đỏ và vị trí nhất đồng đội. Tận dụng tình thế kìm kẹp của các ứng viên mạnh, tay đua Safa Novikov cũng đã mang về một chiến thắng chặng đáng nhớ cho tập thể Nhựa Bình Minh Bình Dương. Tôi cố gắng để chân mình được nghỉ ngơi đôi chút trong khoảng 5 km cuối, trước khi quyết định tấn công ở 1,5 km cuối cùng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn với tôi và toàn đội. Trong số các tay đua Việt Nam, Nguyễn Hoàng Sang của Lê Phước Đồng Nai là người thể hiện ý chí bền bỉ nhất ở chặng Nha Trang Đà Lạt. Dù không thể đoạt được áo cam từ Nguyễn Tấn Hoài, nhưng tay đua sinh năm 1993 vẫn tạo ấn tượng mạnh với những cuộc tấn công không mệt mỏi để trở thành tay đua Việt Nam về đích đầu tiên trên chặng đua khắc nghiệt với đèo loại 1 Khánh Lê. Thì chặng thi đấu hôm nay là phải nói là quyết định tất cả các danh hiệu, thì Sen cũng đặt mục tiêu cho mình là chiếc áo cam. Thì Sen nỗ lực tấn công ở trong đèo, cố gắng đeo bám các vận viên ngoại binh, và khi mà có khoảng cách rồi thì Sen cố gắng duy trì. Nhưng mà hôm nay phải nói là dành lời khen cho Nguyễn Tấn Hoài, anh ấy xứng đáng mặc chiếc áo cam này. Sau chặng đua có tính chuyên môn quan trọng, các danh hiệu đều không thay đổi. Tập đoàn Lộc Trời An Giang bảo vệ thành công áo vàng và áo xanh cho Peter Rikunov, áo cam cho Nguyễn Tấn Hoài. Igor Folov và Phạm Lê Xuân Lộc chỉ cần về đích an toàn vào ngày 30 tháng 4 là sẽ cùng có năm thứ 3 liên tiếp đoạt áo đỏ và áo trắng. Tập thể thành phố Hồ Chí Minh Vinama vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội. Với tập thể Vĩnh Long, họ vẫn sẽ chưa bỏ cuộc trong cuộc chiến áo xanh với thông điệp từ chiến thắng của Martin Lass ở chặng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương. Chặng đường sắp tới cũng sẽ là cơ hội cho những ekip mong muốn tìm kiếm chiến thắng chặng đầu tiên cho mình ở mùa giải năm nay. Đừng nghĩ mọi danh hiệu đã an bài sau những chặng đua quan trọng vừa qua, bởi vì chỉ có về đến đích vào đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử trước hội trường Thống Nhất thì kết quả cuối cùng mới được chính xác nhất. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi những diễn biến hấp dẫn ở các chặng đua tiếp theo, đặc biệt là khi mà các chân nước rút hàng đầu của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay vẫn luôn thể hiện khát khao để giành được chiến thắng ở vạch đích. Và đến đây thì chương trình Vua Nước Rút ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Tự do tại thành phố ngàn hoa, các tay đua tiếp tục chặng 19 về Bảo Lộc dài 97,5 km. Chặng đua mở đầu cho giai đoạn 4 xuôi về phương Nam với tầm điểm là cuộc cạnh tranh danh hiệu áo cam giữa các tay đua hàng đầu Việt Nam. Mời quý vị theo dõi những diễn biến hấp dẫn chặng 19 lúc 8 giờ ngày 24 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.